các bạn đang trợ giúp bởi Internet. Đây là team của Tho Bằng, Khoa, Pikachu. Đây là team của Phát, là Tư Uyên hả? Phát Tư Uyên. Khánh Lam, Hữu Lam, Xây Hoa. Đây là team của nhà họ Lam. Minh Minh nhìn qua Hải nè, Hải đang quay trực tiếp nè, lên Internet coi đi. Đúng rồi, được quay trực tiếp. Đây là đội của gia đình Tila. Ở đây là bà giám đốc công ty Sao Mai, chuyên bán văn phòng thẩm. Các bạn nhớ ủng hộ nha. Rồi ai gắn cửa sổ, cửa nhà gì gắn liên hệ chị này. Nhưng mà cắm cuối làm gì vậy? Quay qua anh Hải quay phim nè. Còn em này mặc đồ kín quá sao ban giám khảo cho thêm điểm đây, mặc đồ hở một chút cho ban giám khảo cộng thêm điểm. Cặp đôi đang mặc áo trắng này là Thành đẹp trai, Chí Ngọc đẹp gái, hơi đẹp. Năm rồi không có giải, năm nay cố gắng dịch cố gắng không chạy. Mà rất tiếc cặp đội đội tóc dài có phim phép. Còn anh này là khách hàng cũng ham vui. Rồi đây là một đối thủ nhẹ ký đến từ Sóc Trăng. Ôi anh này là một mình có bộ lẹ. Con đi vô toilet á, có cái lavabo. Bạn Thơ đang hết sức cố gắng. Wow, nhìn coi có vẻ đẹp đó. Nhưng mà nó vải cái ngoài xung lưng hết kìa. Điểm chỉ xin 2 điểm ấy trời. Bóc vô. Đây là bạn Phát và Uyên. Bạn Uyên đang lên mạng xem. Nam Phương, bộ đội của Nam Phương chuyên nghiệp quá. Hai mẹ con làm cũng nhanh nữa nè. Không ăn dụng nha Nam. Thank you.
đôi này có vẻ là rất là quyết tâm để giành giải. Từ Vĩnh Long qua 3 giờ sáng đã đi rồi. Lên mạng học chiều chưa tới. Lên mạng học quá trời luôn. Cuối cùng thắng. Thắng giải ba. Và đây là có lẽ là các bạn biết rồi, vocal của Fresh Tôn Ngộ Không, ủa Tôn Viện. Rồi thí sinh có hai cái bính này, thí sinh có hai cái bính này là Ngọc Thanh, cháu của mình đó, đẹp không các bạn? Còn bạn này đội này Thục Nghi cũng nằm trong ban tổ chức đó các bạn, nhưng mà làm lại đi, xấu quá, làm lại đi, làm lại đi, xấu quá chắc chắn rớt rồi. Tiên rồi, bạn này là học sinh guitar trung cấp năm nhất, tên là Bao Thanh Thiên, Nguyễn Thanh Thiên, Nguyễn Thanh Thiên. Trắng ghê chưa? Đoạn này đông quá. Đoạn này đông quá rồi. Cái gì mà mày đổ là quá trời đẹp. 1 2 3 4 5 6 7 thành viên. Rồi bạn gấu hả? Chú đang quay trực tiếp à, coi. Cả nước đang xem con đó. Ờ đập đi con, cái bản cũng cũ rồi, để bà đền bản mới con, đập đi nha. Mấy đội mà đầu tư hình thức quá đôi khi lại gớt quần áo bên nè, quần áo sặc sỡ không quá trời bây giờ. Tự tìm. Không, nhưng mà nó dày lắm á. Nó dày. Bỏ bớt nó dày lắm á. Nó dày thì sao? Bỏ hai lắm. Wow, đội này chuyên nghiệp quá, cắn biết cắn dây luôn. Quá chuyên nghiệp rồi. Chết rồi. Chết rồi. Giờ nó bánh tét gì bán? Bên... Mới đây gấu đã có bạn gái rồi. Đội này là đội bà cháu, một bà và bốn năm cháu, sáu bảy đứa luôn. Có bà từ lâu mong con. Yeah.
con rồi đây là bạn Phúc đây là bạn Khoa bạn bạn ấy nè, đây là bạn Khoa Trần Minh Khoa thí sinh ra bú sữa. Ai mừng vậy mừng có một thí sinh bú sữa. Thế. Cường, Cường nó qua nhà khác rồi Cường. Repeat một bài thôi, một đau lót rồi lên. Một bài thôi đấy, để cho nó nhảy lung tung mấy nhạc kia đó. Đừng cho nó chạy trong đó nó nhiều bài lắm.